Đây em nói đây các bác nha. Đó, hôm nay cửa hàng về được con này Onkyo 705DC. Đấy. Con này xuất xưởng năm 1977, 75.000 yên. Có nghĩa năm đầu tiên sản xuất nó là 1977. Nó sẽ sản xuất rất nhiều năm theo, chứ không phải là chỉ một năm. Con này rất to và nặng các bác nha, nặng lắm. Và nó là hàng cũng tương đối khủng. Báo giá luôn anh em tiện theo dõi, con này giá 4 triệu các bác nha. 4 sò sắt, nguồn nghiêng tụ rất to. Con này đánh hai đôi bầu 301 thoải mái luôn. Nghe nhạc hát karaoke. Nội thất khủng luôn. Cầu loa cộng B, mặt tiền đẹp xuất sắc luôn. Và bao zin đét cho anh em nhá. Đó. Mặt mũi là đẹp mượt mà. Với dòng Onkyo này thì tiếng khỏe này. Đây, đây nắp trên nhá, cửa hàng đã mở sẵn ốc rồi. Mở nội thất ra thì phê luôn. Con này còn rất sạch sẽ các bác nhá, rất sạch sẽ luôn. Chạy 4 sò sắt, 185W điện 100V. 083. Cọc AV phono là mạ vàng sáng choa. Có đường dề pre đấy. Tí nữa đây, đường tuner AUX này. Cầu loa A cộng B. Đây, mời anh em xem nội thất mới thấy phê này. Nội thất rất gấu luôn. Hai tụ to chưa? Nguồn to. Sò sắt 4 con. Nói chung là bên trong mới, bên ngoài mới các bác nhé. 4 con sò sắt Saken. Không thấy hãng âm ly Saken mà toàn thấy sò Saken các bác ạ. Không biết là bác nào dùng con âm ly của Saken chưa. Nội thất này là rất gấu các bác nhé. Bán 4 triệu đồng thôi, nguồn to chưa. Nguồn phải nói là rất to này các bác nhé. Hai tụ to. Đây hàng mới về, bụi chưa lau anh em nhé. Đây những cái bụi bạn. Cơ bản là sạch sẽ rồi, cơ bản thế này là sạch sẽ lắm rồi. Còn thích lau hơn thì lau, còn cơ bản thế này là đẹp rồi. Mặt bên, các mặt các vị trí là đều đẹp các bác. Cả quay và nói rõ, anh em có nhu cầu thì giao lưu vậy thôi. Cả nằm ở khu đô thị Văn Phú Hà Đông. Nói chung là giá cả rõ ràng, địa chỉ rõ ràng, thông tin rõ ràng. Về tính năng thì hai núm này là chỉnh bát này, nó cắt tần cho cái volume bát này. Thường thì anh em sẽ vặn mức 400 thì nhiều bát, vặn mức 2k thì nhiều chép này nhá. Cái này để giữa, cái này AUX này. Những cái này loudlet anh em bật thì bật này, đây, cắt tần cắt tiếc này. Đấy. Cái này cần này để giữa, cần này để trên. Cần loa volume to nhỏ nữa đây này, nhiều cấp độ, 3 cấp độ muting nhá. Rút nguồn. Bây giờ sẽ làm clip test nhạc ở một video khác, anh em đón xem nhé.